Hello Trung. Dạ, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị trên diễn đàn. Thì đầu tiên cái cảm nhận của em thì sau khi xem được cái clip này, cái chia sẻ của bạn Tý ở nước Mỹ này, thì cái đầu tiên là em đau xót. Em đau xót là đau xót cho người dân Việt Nam. Đúng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhìn lại từ quá khứ một chút. Giai đoạn trước đây, đúng không ạ? Thì các phong trào yêu nước cũng đã có rất nhiều. Các cụ ví dụ như là Phan Bộ Châu, Phan Chu Trinh cũng đã đứng ra để học hỏi kinh nghiệm của các nước và cũng có cái ý định là muốn giải phóng độc lập dân tộc. Tuy nhiên là cái việc đó nó không thành công. Và đến khi Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện, đúng không ạ? Cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước một xây dựng cái nền móng vững chắc cho đất nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Đúng Qua rồi. giai đoạn lịch sử đó thì mọi người cũng đã biết được cái vị trí vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cái hòa bình, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam chúng ta là như thế nào. Đó là dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ngọn cờ tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đúng không ạ? Thì chúng ta đã đánh đuổi được thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và tay sai để giành được cái nền hòa bình độc lập dân tộc chúng ta bước sang năm 2022 này là cũng chuẩn bị là tròn 47 năm. Sau đó thì chúng ta lại tiếp tục có những cái giai đoạn cực kỳ khó khăn, cụ thể như việc giết hại đồng bào ở khu vực Tây Nam của Pol Pot, Ieng Sary, hay là cái cuộc Cụ thể chiến như biên việc giới đối với Trung Quốc. Và cái sau này đó là cái việc mà chúng ta bị cấm vận mấy chục năm, nó làm cho cái nền kinh tế của Việt Nam chúng ta bị thụt lùi rất là nhiều và người dân rất là cực khổ. Và đến bây giờ hiện tại thì về cơ bản đất nước chúng ta đã có những cái mà có thể nói là cái bước phát triển nó tương đối là vững chắc, bền vững và rất là tốt theo hướng chiều hướng đi lên. Cuộc sống người dân thì ngày càng phát triển ấm no và hạnh phúc. Tuy nhiên không may nữa là đại dịch Covid ập đến thì đã làm cho người dân của chúng ta cũng rất là lao đao, cũng rất nhiều ca nhiễm và ca tử vong. Đó là những cái mất mát từ quá khứ cho đến hiện tại. Đấy. Mà tại sao em lại nói là đau xót? Bởi vì ngay ở đất nước chúng ta như vậy, người dân bị nhiễm Covid như vậy, đúng rồi. những ca tử vong nhiều như thế, và chính phủ đã có những cái bước mà phải nói là rất là quyết đoán, rất là quyết đoán và rất là có cái tinh thần cầu thị lắng nghe đóng góp ý kiến nhân dân trong cái vấn đề mà cách phòng chống dịch bệnh cho đến hiện nay đã từng bước có những cái điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, đồng thời cũng đã phủ được hơn 200,5 triệu liều vaccine trên toàn quốc. Đó là một cái thành công mà có thể nói vượt ngoài sức tưởng tượng. Vượt ngoài sức tưởng tượng. Bởi vì sao? Bởi vì là ngay cả những anh bên kia thế giới, các anh cho rằng là đất nước chúng ta sẽ không phủ được vaccine. Thế nhưng đến ngày hôm nay chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy cả một quá trình quãng đường như thế. Đấy, thì cái vai trò của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như là vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở đâu, thì mọi người dân cũng có thể nhìn và hiểu được cái đó. Thì cái thành quả đó đạt được là sự hy sinh xương máu của bao nhiêu thế hệ cha anh đã đổ xuống. Và đau xót ở đây là gì? Chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều cuộc chiến đau thương. Đúng rồi. Đến thời bình chúng ta phát triển kinh tế thì lại vướng vào cái đại dịch Covid và nhiều người đã phải nằm xuống như thế. Nhưng mà chưa thấy bất kỳ các anh nào, các chị nào ở cái cộng đồng được cho là của người Việt của chúng ta ở nước ngoài, các anh chị có những cái buổi cầu nguyện như thế này giúp cho người dân Việt Nam, đúng không ạ? Mà chỉ có ở trong nước thôi là các cơ quan ban ngành, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đúng không ạ? Chỉ đạo các cơ quan ban ngành rồi có những cái hướng là gì? Ví dụ chúng ta làm cái lễ cầu siêu đấy, cho người dân của chúng ta ở trong nước không may đã mất đi trong đại dịch Covid, trong đó cả người dân và cả những cán bộ tuyến đầu tham gia phòng chống dịch đã nằm xuống để ghi nhận cái sự mất mát đó. Nó là một cái bài học, đúng không? Một cái bài học và cũng là một cái mà để cho con cháu chúng ta
không thể nào mà phai nhạt, và phải nhớ lấy cái điều đó. Đó là sự đánh đổi, đó là sự hy sinh. Thế nhưng mà hoàn toàn các anh không có một cái động thái nào, các anh cầu nguyện cho người dân Việt Nam cả. Bản thân các anh là người gốc Việt, các anh luôn tự hào các anh đấu tranh cho người Việt, các anh vì người Đúng dân rồi. Việt. Thế thì hàng hóa thì các anh kêu gọi tẩy chay. Đấy, làm ăn thì các anh không muốn cho người ta làm ăn. Đấy, đến khi người dân nằm xuống các anh cũng không tổ chức được một cái buổi cầu nguyện cho nó đàng hoàng tử tế, hay là có những cái lời chia sẻ động viên nào đối với người dân ở trong nước. Đấy, thậm chí các anh còn tìm mọi cách các anh móc nối với những thành phần chống đối cơ hội, đúng không ạ? Xét lại lịch sử nhằm gây ra những cái hỗn loạn, các cái cuộc biểu tình bạo loạn chống phá, đập phá, đấy, hủy hoại tài sản của cá nhân cũng như là các tổ chức doanh nghiệp ở trong nước, nhằm xáo trộn cái xã hội, gây cho cái xã hội bất ổn. Mà cái kết quả đó là gì? Đó là sẽ có sự can thiệp và sẽ xảy ra một cuộc chiến. Và cuộc chiến đó nó cũng giống như ngày hôm nay ở Ukraine. Thế thì tại sao, đúng không ạ? Tại sao các anh, bản thân các anh là người gốc Việt, các anh đấu tranh cho người Việt, mà các anh lại có những cái hành động nó thiếu nhân văn đối với dân tộc mình như thế? Thì thử hỏi các anh làm cái hành động này, đấy, nó có ý nghĩa gì không? Hay nó chỉ mang mục đích tư lợi, đó là hình thức quyên góp. Dạ Hai vâng. nữa là các anh chạy theo, đúng không ạ? Chạy theo truyền thông và được dư luận của Mỹ người ta dẫn dắt dẫn mũi các anh để các anh thực hiện những cái hành động mà nó, theo em nghĩ thì nó không phải là phản cảm, thế nhưng mà theo em nghĩ nó hành động không có ý nghĩa. Nếu chúng ta nhìn và nói ngắn gọn một chút thì đến dân tộc các anh còn không quan tâm, thì thử hỏi các anh có thật tâm các anh quan tâm cho người dân Ukraine hay không? Dĩ nhiên là quan điểm của em vẫn nói ngay từ đầu là em không ủng hộ bất kỳ một cuộc chiến nào cả. Đấy. Còn vấn đề đã xảy ra rồi thì cái việc giải quyết nội bộ của hai quốc gia thì đã có Liên Hợp Quốc. Còn chúng ta chỉ là người dân, cũng như các anh ở bên đó, các anh chỉ là người dân thôi. Các anh không giải quyết được vấn đề gì trong cái cuộc chiến này cả, mà các anh chỉ làm cho nó thêm cái phần gọi là cây chia rẽ đó thôi, cây chia rẽ. Cụ thể như vấn đề Việt Nam chúng ta bỏ phiếu Liên Hợp Quốc, hay là quan điểm của những người người ta ủng hộ Nga, có những người ủng hộ Ukraine, thì các anh kích động vào đó, các anh nhằm gây chia rẽ ở trong gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mà cái nỗ lực cố gắng của lãnh đạo Đảng nhà nước ta qua bao nhiêu thời kỳ ngay sau khi giải phóng, đúng không ạ? Bác Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng đã nói rồi, cái vấn đề đầu tiên không phải là chúng ta xây dựng phát triển kinh tế, mà vấn đề là giải quyết cái vấn đề hòa hợp. Và đến ngày hôm nay đó là cái cụ thể hóa nhất, đó là bằng việc gì ạ? Bằng việc lãnh đạo Đảng nhà nước chúng ta đã có những cái kêu gọi đầu tư, đúng không ạ? Hợp tác làm ăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các Việt kiều về thăm thân, làm ăn kinh tế, hay là về nghiên cứu, phát triển khoa học, giảng dạy ở trong nước. Cái đó là những cái động thái mà chúng ta thấy được cái gì ạ? Cái cốt lõi của cái truyền thống đoàn kết dân tộc chúng ta có bao nhiêu thời nay. Thế nhưng mà toàn bộ các anh này, các anh bên kia thế giới này, các anh đã cố tình phá bỏ đến những cái đó. Thậm chí các anh có những hành động ngăn chặn những người dân ở ngoài làm ăn với Việt Nam chúng ta. Đó là cái cụ thể mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Thì ở đây thì em cũng có trao đổi là không phải cứ là cộng sản thì người ta mới chống. Bởi vì sao chúng ta lại nói như thế? Và em cũng cũng theo quan điểm cá nhân em nhận, em suy nghĩ thôi. Đó là kể cả thế giới đơn cực thì nó vẫn cứ xảy ra những cuộc chiến như vậy. Bởi vì theo quan điểm cá nhân em nhìn nhận là em đánh giá nó là như thế. Thì chúng ta thấy ở các nước Trung Đông, người ta cũng đâu phải là xã hội chủ nghĩa đâu. Đấy. Rồi là ở Nga bây giờ người ta cũng đâu còn là xã hội chủ nghĩa nữa, mà người ta chỉ là Đúng rồi. cái nguồn gốc thôi. Người ta đã chuyển, sau khi Liên Xô sụp đổ, người ta đã chuyển sang cái mô hình đa nguyên chính trị đa đảng đối lập như ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác ở Tây Âu. Thế nhưng tại sao lại như thế? Đúng không ạ? Nếu như người ta cho rằng, đúng không ạ? Người ta cho rằng Nga là cộng sản, thì người ta lại quên mất một điều là Ukraine và Nga ngày xưa là một.
là liên bang là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Liên bang Xô Viết ấy, người ta quên Đúng mất rồi. Liên Xô, là trong đó có Ukraine đấy. Thế thì tại sao lại lại như thế? Và các cái hành động đó, trước đây chúng ta đã nói là cái tân phát xít ở Ukraine, thì phương Tây và các anh này cho rằng là không đúng. Thế thì bây giờ cả bằng các hình ảnh, bằng những clip chứng minh cái việc đó nó có tồn tại và sự thật đó nó có ở Ukraine đấy. Thế thì ngày xưa trước đây đúng không ạ, khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ cùng với sự phát triển và tấn công của quân đội phát xít Đức, thì ngày đó các anh đồng loạt các anh lên án đấy, và Đức ngày đó các anh cho rằng người ta là phát xít, người ta là tàn bạo đấy, thì các anh chống phát xít. Thế tại sao ở Ukraine bây giờ nó hình thành và phát triển mầm mống của phát xít thì các anh lại ủng hộ? Nó rất là nực cười đấy. Và chúng ta phải nên nhớ là, nói rồi, cuộc chiến ở Nga và Ukraine không ai mong muốn, và bất kỳ một sự hy sinh nào đấy, nó cũng đều là cái đau thương mất mát cả. Thế nhưng người ta lại quên mất là Việt Nam chúng ta đã trải qua cuộc chiến như thế nào, bao nhiêu người hy sinh. Đã quên mất rằng ở Liên bang Nam Tư, ở Iraq, ở Libya, ở Syria, ở Afghanistan, những người dân ở đó người ta không mất nhà mất cửa, người ta không phải là nhà tan cửa nát đúng không ạ, gia đình ly tán, người sống người người chết hay sao? Người ta không phải là thiếu đói, người ta không thiếu ăn thiếu mặc, người ta không được học hành, thậm chí hàng ngày phải đối mặt với bom đạn vẫn đang xảy ra trong quốc gia họ hay sao? Người ta quên mất điều đó, hay là người ta cố tình quên đi đúng không ạ, hay là người ta được dẫn Đúng rồi. dắt, hay là vì Mỹ ủng hộ thì người ta cũng ủng hộ? Cái đó chúng ta có thể gọi là có thực sự là tự do không? Có thực sự là dân chủ không? Khi mà những quốc gia đó người ta cũng là con người, người ta chỉ khác về màu da đó, về dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, còn ngoài ra người ta cũng là con người cả. Thế sinh mạng của những người đó người ta không đáng quý hay sao? Rồi ngay bản thân là các anh là người Việt, gốc Việt đúng không ạ, thì những người dân ở trong nước cùng máu mủ nguồn gốc với các anh thì sinh mạng nó không đáng quý hay sao? Mà tại sao các anh hàng ngày các anh vẫn có những cái động thái đó là kích động nhằm bất ổn, gây bất ổn chính trị ở Việt Nam, để nhằm các anh nhằm đạt được cái mục đích. Thế nhưng liệu, em giả sử thôi, em giả sử liệu đúng không ạ, mà Việt Nam cũng là chế độ đa nguyên đa đảng nhưng mà lại cực kỳ thân với Trung Quốc, thì liệu có ổn không, hay là tại tiếp tục một cuộc chiến ở Ukraine nhằm giải trừ chủ nghĩa này chủ nghĩa kia đúng không ạ? Cái đó đó là chúng ta thấy được là từ trước đến giờ thì thực lòng mà nói thì em với tư cách là một người dân em hiểu thôi, đó là các nước Tây Âu người ta chưa bao giờ từ bỏ cái ý định là làm xáo trộn trong trong cái trật tự chính trị xã hội ở Việt Nam. Người ta luôn muốn gây bất ổn đấy, chưa bao giờ người ta từ bỏ cái mục đích đó đấy. Cụ thể chúng ta có thể thấy được các cái dự án đúng không ạ, mà Hoa Kỳ đã đổ ra rất nhiều tiền để mà thực hiện các chương trình do người ta đưa ra. Ví dụ là gì? Ví dụ chúng ta có thể nói về cái sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á đúng không ạ, rồi là các cái tổ chức được ngấm ngầm tài trợ như Việt Tân chẳng hạn. Và chúng ta đã nói rồi, cái tổ chức Việt Tân này nó núp bóng cơ quan truyền thông này kia đúng không ạ. Thế nhưng người ta thường xuyên, bây giờ người ta thay đổi, người ta thường xuyên tiếp cận với các du học sinh của Việt Nam chúng ta tại các nước đấy, người ta muốn thay đổi cái tư tưởng tư duy, người ta dùng mọi biện pháp đấy, để người ta gọi là gieo mầm, sau khi về nước thì người ta sẽ có động thái đánh bóng này kia vân vân, để người ta tạo cơ hội cho những người đó có ít nhiều có tiếng nói hoặc tầm ảnh hưởng trong xã hội, và dần dần dẫn đến là thay đổi thể chế của chúng ta. Cái việc này chúng ta có thể nhìn thấy được, ngay kể cả Liên Xô trước đây cũng thế, cũng thế. Thì nó một cái bài học sâu sắc, bài học sâu sắc để chúng ta có thể nhìn đúng không ạ, nhìn vào rút kinh nghiệm.
và cũng muốn trao đổi để các bạn trẻ hơn em ấy, thế hệ sau ấy, thì có thể các bạn hiểu hơn được về cái vấn đề lịch sử của Việt Nam chúng ta phát triển như thế nào cho đến ngày hôm nay. Và cái lịch sử của chúng ta là chúng ta phải nên hiểu một điều là đối với những người có quan điểm chống trái chiều thì người ta luôn muốn xóa bỏ lịch sử, thậm chí người ta muốn viết lại lịch sử. Thế nhưng lịch sử của dân tộc chúng ta thì chúng ta mãi mãi không được quên. Không quên ở đây không có nghĩa là chúng ta ghi thù ghi hận với các quốc gia đó. Bây giờ chúng ta mở cửa làm ăn, đúng không ạ? Hợp tác là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước. Nhưng cái đó chúng ta không được phép quên một cái giai đoạn lịch sử bằng xương bằng máu của dân tộc mình, đúng không ạ? Em vẫn nói mãi mà, độc lập dân tộc không phải bằng việc các anh đi xin mà người khác cho hay là người ta bố thí, mà chúng ta phải đánh đổi bằng tính mạng để đoạt về. Thì thế hệ con cháu chúng ta có trách nhiệm ngoài cái vấn đề là nhắc về lịch sử, ghi nhận lịch sử, tôn trọng lịch sử, đúng không ạ? Và tiếp tục xây dựng phát triển đất nước theo cái hướng mới, chứ không phải là chúng ta cứ để cái hận thù đó mãi. Thế nhưng mà có nhiều bạn thì có lẽ sẽ ít nghiên cứu hoặc là có những cái mà bị tác động thì nó sẽ quên đi. Mà cái tác động ở đây lớn nhất đó là truyền thông. Đấy, truyền thông. Cụ thể là qua các cái phương tiện truyền thông như báo chí, các cái nền tảng xã hội chúng ta thấy rồi. Nó rất là phức tạp và rất nhiều người người ta lên có những cái bài chia sẻ. Nếu chúng ta không tỉnh táo thì chúng ta sẽ dễ vướng vào cái vấn đề bị người ta lôi kéo, kích động, thậm chí là dắt mũi chúng ta theo cái hướng đó. Thì chúng ta cũng đã nói về truyền thông rồi. Đấy, cũng có một số bài báo, tờ báo người ta đưa lên những cái thông tin nó không đúng với sự thực. Đấy, thì cũng rất mong các bạn tiếp cận thông tin thì nó có cái tìm hiểu đa chiều để chúng ta so sánh đối chiếu và nhìn nhận nó khách quan về sự vật hiện tượng, để tránh tình trạng là chúng ta cũng bị người ta dắt mũi trở thành quân cờ trong tay người ta và hết giá trị lợi dụng thì các bạn biết rồi, đúng không? Nó sẽ như thế nào? Đó cũng là như các anh chị này đang ở bên Mỹ thế thôi, hết giá trị lợi dụng rồi thì cũng vật vờ thế thôi chứ cũng làm được gì cả. Đấy. Và cái xét lại lịch sử, đấy, xét lại lịch sử cho rằng là Việt Nam chúng ta ngày đó là nội chiến giữa hai quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam. Thì có nhiều bạn bây giờ không đọc, nghe một số nhà phân tích người ta nói thì cho rằng đó là đúng. Đấy, cho là đúng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nên nhớ này, cái quốc gia hay không quốc gia nó là do ai công nhận? Nó là do Mỹ và phương Tây công nhận, cụ thể hơn, rộng hơn là Liên Hợp Quốc công nhận. Thế thì chúng ta đối với quan điểm chúng ta đó là một thể chế chính trị, không phải là một quốc gia. Cụ thể trong lời đầu hàng, tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của ông Tổng thống Dương Văn Minh Việt Nam Cộng Hòa ngày đó, ông nói rất rõ, đúng không ạ? Mọi người có thể tìm hiểu lại xem đó là một quốc gia hay là chỉ là một thể chế chính trị. Đúng rồi, Thì cái việc chính quyền làm Sài Gòn. cái dạ thì cái việc làm của Nga công nhận hai cái tỉnh ở vùng Donbass đó là Donetsk và Luhansk, đúng không ạ, là hai quốc gia độc lập, thì cũng giống như việc Mỹ ngày xưa công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia, nó không khác gì nhau cả. Thế thì em có nói một cái câu rồi, đó là quyền lực nằm trong tay kẻ mạnh, nhưng mà lịch sử của chúng ta vẫn là lịch sử không thể thay đổi được, dù bất cứ thế lực nào có những cái tác động này kia thì nó vẫn không thể thay đổi được. Cái quan trọng là cái quan trọng ghi nhận lịch sử của và tôn trọng lịch sử của thế hệ trẻ ngày hôm nay. Thì cái việc tiếp cận, dĩ nhiên các bạn trẻ bây giờ thì cái tiếp cận về tri thức các bạn rất là nhanh và rất là khách quan, em rất là mừng. Mình đưa ra để có thêm cái trao đổi thêm thôi, chứ cũng rất là mừng là thế hệ trẻ ngày hôm nay các bạn, nhiều bạn bạn rất là nắm chắc về lịch sử, rất là am hiểu về lịch sử và cũng rất là có cái tư tưởng mà chúng ta có thể nói là rất là vững vàng. Mặc dù là cũng có nhiều sóng gió trong cái xã hội hiện nay, cái việc mở cửa phát triển nền kinh tế thì có nhiều cái nó tác động đến, thế nhưng các bạn vẫn giữ được cái đó thì em rất là mừng, và đại đa số gần như tuyệt đối là như thế.
Dĩ nhiên trong đó nó cũng có những cái thành phần, thậm chí không phải riêng các bạn trẻ mà có cả người đã từng là qua đào tạo, có tri thức, có học hàm học vị, đúng không ạ? Thế nhưng mà người ta có những cái nhận xét không đúng để cho các cái thế lực chống phá đất nước, người ta lợi dụng vào nó, người ta xuyên tạc, người ta chống phá lại đất nước, thì chúng ta cũng cần phải cảnh giác đối với những người đó. Giống như cái tư tưởng mà có người hay nói là tôi yêu nước nhưng tôi không yêu đảng. Thế nhưng các bạn quên mất cái đất nước này là gì ạ? Là do ai lãnh đạo, đúng không ạ? Và cái do đảng lãnh đạo. Và đảng là gì? Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Đảng của giai cấp công nông và của dân tộc Việt Nam. Và các bạn yêu nước mà các bạn không yêu đảng thì các bạn không thuộc cái dân tộc nào cả. Nó giống như câu nói của ông Nguyễn Văn Thiệu khi ông từ chức á, đúng không ạ? À, tôi từ chức nhưng mà tôi vẫn trở về với quân đội. Cái kiểu nó như lan na ná, nó là như vậy, chúng ta hiểu như thế. Thế còn trở về hay không thì không biết được. Đấy, thì lịch sử ngày hôm nay đã chứng minh rồi, ông có về đâu, đúng không ạ? Đó là một câu nói mà chúng ta có thể nhận diện được các anh này. Đấy, nhận diện được các anh này để chúng ta có những cái mà phân tích nó sâu hơn. Thế thì chúng ta lại nói thêm một chút về cái vấn đề về truyền thông của phương Tây và của những anh ở bên kia thế giới. Đấy, tại sao tất cả những vấn đề Mỹ và phương Tây đưa ra các anh đều cho là đúng, đều cho là đúng và đều xuôi theo một cái chiều như vậy, thì chúng ta có thể thấy được cái sức mạnh của truyền thông nó lớn như thế nào, đúng không ạ? Và chúng ta nên nhớ, cũng nên nhớ là gì, đó là khi Liên Xô sụp đổ thì có sự đóng góp rất lớn của truyền thông, nó tác động rất lớn đến tư tưởng, Chính dẫn xác. dắt dư luận theo một cái chiều hướng có lợi. Thế nên là cái vấn đề chúng ta cảnh giác trong cái vấn đề tiếp nhận thông tin nó cực kỳ quan trọng. Ngoài vấn đề người ta đánh giá tri thức chúng ta trong vấn đề tiếp nhận thông tin thì nó cần phải cái khách quan trong vấn đề chúng ta tiếp nhận thông tin một cách nó đa chiều, có sự phân tích đối chiếu. Chúng ta không nên để bị dẫn dắt một cách nó dễ dàng như vậy. Thì các anh bên kia thế giới cũng vậy. Các anh không hề đả động đến các vấn đề khác, thế nhưng các anh lại luôn gì ạ? Luôn xuôi theo một chiều đối với Mỹ và phương Tây, các anh phản đối, thậm chí là thái quá và các anh lên án. Thế nhưng mà các anh chưa hề lên án khi mà Mỹ và NATO đi xâm lược các nước khác. Các anh gọi Nga xâm lược Ukraine thì các anh cũng phải gọi Mỹ và NATO đánh các nước khác đó là xâm lược. Nó không khác gì Đúng nhau, bởi rồi. vì tất cả các quốc gia đó đều có chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và đều có lãnh đạo được nhân dân bầu lên. Dù nó có bầu cử đó, nó có tiêu cực, đúng không ạ? Nó có gian lận đi chăng nữa thì cũng là người dân ở đó người ta bầu lên. Và ở Mỹ cũng đã xảy ra tình trạng đó. Bản thân ngay chính các anh đã phản đối cái kết quả bầu cử của Tổng thống Joe Biden, cho rằng đó là bầu cử gian lận, đúng không? Thì các quốc gia đó cũng vậy. Và Tổng thống Joe Biden ngày hôm nay có gian lận hay không gian lận thì cũng là Tổng thống hợp pháp của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nó không thay đổi được. Thế thì tại sao các anh chỉ gọi những cái cuộc chiến, chỉ gọi cuộc chiến của Nga và Ukraine là xâm lược mà không gọi các cuộc chiến kia là xâm lược? Thế là các anh ủng hộ, đúng không ạ? Các anh ủng hộ một cách nó cực đoan, cực đoan. Dĩ nhiên không phải là tất cả, mà các anh này nó cũng chỉ là thiểu số thôi, thiểu số thôi, nó là cực đoan. Đấy, thì đồng thời các anh gia giả lên, các anh nói theo cái chiều hướng đó, các anh phân tích theo chiều hướng đó, các anh đưa ra những cái nhận định theo các cái chuyên gia của phương Tây. Và chúng ta đều hiểu là khi mà chúng ta có quan điểm trái chiều rồi thì bao giờ cũng phải nói xấu đối phương, như chả ai nói tốt cho đối phương cả, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta nhìn lại một chút, trước đây khi FIFA và UEFA cấm đội tuyển quốc gia, câu lạc bộ của Nga tham gia thi đấu, sau đó là cấm luôn là gì ạ, Paralympic, các động viên, vận động viên khuyết tật đấy, rồi cấm cả Olympic, rồi xong người ta cấm sang mèo, rồi cấm sang cây, rồi bây giờ cấm sang cả chó, rồi cấm cả đội tuyển hóa học của Nga tham gia tất cả các giải đấu như thế. Thế thử hỏi, đúng không ạ? Chúng ta thử hỏi, nếu mà theo như cái tự do dân chủ nhân quyền mà nó gọi là cái thế giới mà
thế giới quan tuyệt vời của các anh mà các anh luôn ghi nhận và các anh luôn mong muốn đấy. Thì các vận động viên Nga người ta đâu có tham gia chiến đấu đâu, đúng không ạ? Thậm chí những vận động viên khuyết tật cũng vậy, người ta đâu có tham gia chiến đấu đâu. Rồi chó, rồi mèo, rồi cây, người ta đâu có ôm vũ khí tham gia chiến chiến đấu đâu. Tại sao lại cấm? Thì các anh lại không đưa ra bất kỳ một cái phân tích nào xem cái hành động đấy có phù hợp hay không, có phù hợp với tiêu chí thể thao là không liên quan chính trị hay không, đúng không ạ? Có phù hợp không hay là như thế nào, các anh không đề cập đến những cái đó, đúng không ạ? Nó có phải là thiệt thòi cho Nga không đấy? Thế tại sao trước đây Mỹ và NATO tham gia đánh Nam Tư các thứ đấy, các anh không lên án, các anh không yêu cầu là phải cấm đội tuyển quốc gia hay là các cái thể loại khác của các cái quốc gia đấy tham gia các cái giải đấu? Và mới đây nhất là chúng ta nhìn thấy là gì, nó một cái mà chúng ta có thể nói là cái tuyệt vời của các anh ở Tây Âu. Thế thử hỏi ông Abramovich là chủ câu lạc bộ Chelsea, ông đã đi khỏi nước Nga rất là lâu năm rồi, thậm chí ông còn báo chí bây giờ tung tin là còn ông còn có cả cả từng từng có một thời gian là yêu một cái cô ở Ukraine. Thế bây giờ tịch thu tài sản trắng của người ta như thế, những nhà làm ăn kinh tế thì có liên quan đến chính trị không? Các anh có đặt ra câu hỏi đó không? Đúng không ạ? Người ta có được chính phủ ưu đãi hay không? Thì xin thưa là nếu các doanh nghiệp thì chính phủ nào ưu đãi, kể cả ở Mỹ cũng thế. Nhưng ưu đãi ở góc độ nào, không phải ưu đãi về góc độ người ta tham gia về chính trị. Thế tại sao lại thu trắng câu lạc bộ người ta như vậy? Đúng không ạ? Thậm chí cổ động viên của câu lạc bộ Chelsea người ta cũng đã có những cái thể hiện rất cụ thể về cái vấn đề này, chúng ta có thể theo dõi trên không gian mạng đấy, thu trắng câu lạc bộ, thu trắng tài sản của người ta, trong khi người ta cũng phải làm giàu thì người ta cũng cũng như các tỷ phú ở Mỹ thôi, người ta cũng có cách, người ta có tài, đúng không ạ? Phải nói là người ta có tài đã, sau đó người ta có cái đường hướng phát triển kinh doanh thuận lợi thì người ta mới có được cái trở thành tỷ phú như ngày hôm nay, chứ người ta có đi cướp của các anh đâu. Mà tại sao các anh lại cướp trắng của người ta như vậy? Cái đó nó có phải là đảm bảo cái nhân quyền không? Đúng không ạ? Mà tại sao các anh không thấy một anh nào đề cập đến thế? Nó là một cái rất vô lý mà em thấy là từ trước đến giờ các anh luôn bôi xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, nói xấu nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế nhưng ngược lại, các anh có bao giờ các anh nhìn lại bản thân các anh và những người đứng sau các anh nó thực sự tốt đẹp chưa? Hay là các anh lợi dụng, đúng không ạ? Các anh lợi dụng vào thế và lực của các anh để các anh o ép, o bế, bắt buộc các nước phải phải chọn bên. Và cái bài chọn bên cụ thể nhất ngày hôm nay là Ukraine. Nếu mà chọn Nga thì sẽ bị Mỹ và phương Tây ruồng bỏ, o ép, cấm vận, đúng không ạ? Mà nếu mà chọn Mỹ và NATO thì ngày hôm nay là cuộc chiến ở Nga và Ukraine, tại trên đất nước Ukraine đấy. Đó là một cái tai hại, đúng không ạ? Mà rất nhiều, có rất nhiều bài, rất nhiều các anh lên cho rằng Việt Nam bỏ phiếu của chúng ta như thế đấy, rồi là sau này Việt Nam bị các quốc gia khác xâm lược thì ai bỏ phiếu cho Việt Nam? Các anh nên nhớ lại lịch sử từ trước đến giờ, tất cả các cuộc chiến ở Việt Nam thì chả có ai bỏ phiếu cho Việt Nam cả, chả có cái nghị quyết nào lên án các quốc gia xâm lược Việt Nam cả. Các anh nên nhớ như vậy, Việt Nam chả cần, đúng không ạ? Việt Nam mình Chả, chả cần ai bỏ dạ. phiếu đúng không? Và cái cốt lõi là cái gì? Cái cốt lõi vẫn là cái tự lực tự cường của quốc gia dân tộc Đúng mình rồi. đấy, chứ không trông chờ vào bất kỳ một quốc gia nào khác. Cái đó là cái cốt lõi nhất đấy. Và người dân chúng ta đến ngày hôm nay hiểu được cái vấn đề đó, nó là một cái rất là tuyệt vời đấy. Rất là tuyệt vời. Rất nhiều bạn bạn lên bạn có những cái bài phản biện rất là hay về nội dung này mà em cảm thấy là rất là vui mừng. Rất là vui mừng đất nước chúng ta trong giai đoạn này phát triển có thể nói là công nghệ thông tin cập nhật rất là nhanh. Thế nên các bạn có những cái bài mà phản biện có thể nói là nó cũng đầy đủ, mang nhiều ý nghĩa đấy. Và có thể hiện được cái vai trò lãnh đạo của Đảng nước trong cái vấn đề mà chúng ta quan hệ quốc tế về ngoại giao, về phát triển kinh tế nó rất là hay. Thì cũng mong các bạn trẻ có thể tiếp nhận những cái thông tin để chúng ta nhìn nhận lại
đối chiếu lại cùng với lịch sử phát triển đất nước chúng ta thì cái việc đó nó khách quan hay không, đấy, nó có đảm bảo cái lợi ích cốt lõi của quốc gia dân tộc hay không, cái đó nó mới là cái quan trọng. Đấy, chứ không phải chúng ta chọn bất kỳ một phe nào trong cái cuộc chiến này cả. Đấy. Và cũng không ủng hộ bất kỳ một cuộc chiến nào cả. Và ngay kể cả đại sứ của chúng ta tại Liên Hợp Quốc đã dẫn chứng từ những năm 1945 trở lại đây, đất nước chúng ta như thế Đúng nào rồi. thì mọi người cũng có thể hiểu được, đúng không ạ? Thế thì chúng ta lại nhìn thêm một chút nữa. Nhìn thêm một chút nữa là gì? Chúng ta đặt ra một cái câu hỏi cũng liên quan đến các anh ở bên kia thế giới. Mới đây nhất, đúng không ạ? Mới đây nhất thì đại sứ của Mỹ ở Việt Nam lại ca ngợi cái đối tượng chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là Phạm Đoan Trang. Phạm Đoan Trang, đúng không ạ? Thế thì chúng ta lại đối chiếu với luật của Mỹ. Tại sao cái vụ mùng 6 tháng 1 đó các anh không phong anh hùng cho những người biểu tình đó mà các anh lại đi bắt hết người ta như vậy? Cái đó là hành vi, có phải là các anh bảo là gì ạ? Xâm phạm đến nền dân chủ của Mỹ. Các anh cho rằng người ta là xâm phạm đến nền dân chủ của nước Mỹ. Các anh bắt hết người ta lại. Thậm chí các anh bắn chết người ta không qua qua xét xử. Thế thì các anh ca ngợi một cái đối tượng chống phá nhà nước Việt Nam, thì ngược lại các anh lại đi bắt những cái người xâm phạm đến cái lợi ích quốc gia đất nước các anh. Thế là thế nào? Nó rất là trái chiều, đúng không? Rất là trái chiều. Thế nên là qua cái buổi ngày hôm nay em lên chia sẻ như vậy thì chúng ta nhìn tổng kết lại có thể thấy được là rất là đau xót. À, dĩ nhiên không phải là tất cả, nhưng mà rất là đau xót cho những người gọi là gốc Việt, xa quê hương, sang đất nước văn minh, phát triển, có đầy đủ tự do, dân chủ, nhân quyền. Nhưng mà tất cả những cái quyền lợi của người dân Việt Nam ở bên đó thì các anh lại chưa bao giờ các anh đả động đến, chứ đừng có nói gì đến cái người dân ở trong nước. Thế thì thực sự các anh có vì quốc gia, đúng không ạ, vì dân tộc hay không, thì mọi người có thể đối chiếu biết được các cái hành động của anh ấy vì mục đích gì, và cái kết cục mà các anh muốn tạo ra ở Việt Nam nó có khác Ukraine ngày hôm nay hay không, thì mọi người cũng có thể đối chiếu để nhìn nhận nó theo quan điểm riêng của mỗi từng người. Nhưng theo quan điểm em là như vậy, người ta cũng chỉ vì mục đích muốn ở Việt Nam như vậy thôi, chứ người ta cũng không yêu ai cả. Đấy, nhưng bên cạnh đó thì em cũng rất là cảm ơn anh chị em, cô chú bác, tất cả các nước, kể cả các bạn du học sinh, các bạn đã có những cái mà quảng bá được cái văn hóa Việt Nam, truyền thống tốt đẹp con người Việt Nam ở tất cả các nước. Và có những cái tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là trong cái việc mà người dân gốc Việt của chúng ta tại Ukraine trong cái thời gian vừa rồi đang từ các nước trở về Việt Nam, thì mọi người nhìn thấy được cái niềm hạnh phúc của người dân Việt Nam xa quê hương, khi người ta trở về quê hương thì những giọt nước mắt người ta hạnh phúc như thế nào, thì mọi người có thể cảm nhận được. Cảm ơn tất cả những cái gọi là người dân Việt Nam chúng ta ở các nước đã giữ gìn được cái bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc, đúng không yêu thương đùm bọc lẫn nhau nơi xứ người. Nhưng ngược lại thì em cũng hết sức là phê phán và lên án những cái người núp bóng dưới cái danh nghĩa đấu tranh tự do dân chủ nhân quyền nhằm kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại cái nền hòa bình độc lập của đất nước Việt Nam chúng ta. Đấy, thì em cũng xin cảm ơn anh Cơ Quang và tất cả mọi người đã lắng nghe em chia sẻ. Cái này là chung và cũng xin thưa mọi người, đúng không ạ? Cái câu chuyện á, họ làm cái lễ để họ đại khái là một cuộc meeting, đúng không, để họ cho rằng là họ ủng hộ dân Ukraine với cái tiêu chí là gì, đang gặp cuộc chiến, cuộc xung đột gì đó, khiến cho người dân phải khổ, phải lầm than, họ cảm thấy họ họ đã họ đau xót điều đó, và họ chia sẻ để họ làm cái lễ là gọi là đồng hành cùng 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 người dân Ukraine, đúng không ạ? Thì ở đây như Trung đã nói rồi, vậy tại sao họ không đồng hành cùng người dân Syria? Tại sao họ không đồng hành cùng người dân Libya? Tại sao họ không đồng hành cùng người dân Iraq, vân vân, và các nước khác, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà trên tiêu chí đó để mà xót xa cho những người dân trên thế giới đó, đúng không mọi người? Thì cái chuyện đó mà
chúng ta có thể chúng ta đã có lời giải rồi đúng không, mà nói về cái tầm xa quá lớn quá thì họ đã lại màu mè như vậy. Ở đây tôi quan xin dẫn chứng một chuyện rất là ngay nơi họ ở luôn nè, có nghĩa là gì, trên tinh thần gọi là thương xót những người, là những con người với nhau thôi đó, mà khi họ xảy ra chuyện mọi người nhớ vừa rồi có một cái thông tin là những người vô gia cư bên Mỹ bị đang bị những cái thành phần nào đó nó chuyên môn đi nó hạ sát không, đúng không? Cái tin này vượt ra với chú Cầm xác nhận nhưng mà mọi người tin rằng mọi người theo dõi mọi người cũng biết đúng không, và đã xảy ra chết người đó đó. Thì những cái con người đó đó đang sống tại đất Mỹ, đang sống nhờ nước Mỹ đó đúng không, xét cho cùng họ có là homeless, có người vô gia cư đi chăng nữa nhưng mà họ cũng là những con người gọi là đồng hương với họ trên đất Mỹ đúng chưa? Vậy tại sao những thành phần này họ không làm những cái buổi lễ để cầu cho những cái con người đó khốn khổ đó? Mình chỉ nói là ngắn như vậy thôi, còn cái tầm mà gọi là quốc gia này quốc gia kia thì nó cao quá thì chúng ta cũng chưa nói tới đúng không? Tức là cái vấn đề kia nó thiết thực nhất, nó rất là thiết thực và trong tầm tay của họ, họ làm được. Tại sao họ không làm? Để làm gì? Để bày tỏ cái tấm lòng của họ là cao thượng, là lo cho dân, thương người này thương người kia đó. Chung nghĩ thế nào, chung nghĩ thế nào về cái câu chuyện này? Dạ thì cũng có nhiều lần anh em ta chia sẻ rồi. Thực tế hiện nay ấy, thì với cái việc mà phát triển thời kỳ 4.0 thì thông tin về cơ bản trên thế giới anh em chúng ta có muốn biết hay không biết thôi. Trừ những vấn đề mà chúng ta nói nó về 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 tầm bí mật quốc gia thì chúng ta không nói. Chứ còn cái vấn đề Đúng rồi. mà cuộc sống xã hội thường nhật ở các quốc gia thì không phải là chúng ta anh em chúng ta không biết, chúng ta biết và em cũng đã công nhận cái vấn đề đó cũng như ở Việt Nam đó là những vấn đề tồn tại trong xã hội của Mỹ hay là của Tây các nước Tây Âu hay ở Việt Nam có những cái vấn đề tồn tại đấy nó rất là dai dẳng mà không phải một sớm một chiều các quốc gia có thể khắc phục được. Cũng như ở Việt Nam thì lãnh đạo Đảng nhà nước đưa ra cái đường hướng, cái chủ trương chính sách điều chỉnh đấy, điều chỉnh cho nó phù hợp với điều kiện thực tiễn góp phần xây dựng phát triển đất nước và phát triển kinh tế của người dân. Chúng ta nhìn thì chúng ta thấy thôi, nếu mà chúng ta nhìn nó từng ngày thì cái sự thay đổi nó cảm thấy nó chậm chạp, nhưng chúng ta thử nhìn lại năm 2022 với năm 1975 ngày hôm nay nó thay đổi nó quá là rõ rệt, quá là rõ rệt, nó thể hiện rất rõ, nó chứng minh bằng hiệu quả, bằng thực tiễn chứ không phải bằng lời nói. Đó là ở trong nước, còn ở cụ thể ở nước ngoài thì như anh nói là cái vấn đề giữa quốc gia này và quốc gia kia nó có gì đấy nó rộng lớn bao la quá đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Thế thì ngay cộng đồng người Việt ở quốc gia đó thì các anh có đùm bọc hay không đúng không ạ, có đùm bọc hay không thì chúng ta nhìn chúng ta thấy thôi, chúng ta xem các kênh thì chúng ta thấy người Việt vô gia cư của chúng ta khổ như thế nào thì biết rồi đúng không ạ. Đúng rồi. Rồi cách ngay cả cái việc mà các anh có quan điểm trái chiều trong vấn đề bầu cử, các anh có những hành động như thế nào thì chúng ta cũng đã nhìn thấy rồi, các anh chửi rủa nhau đúng không ạ, các anh phê phán nhau khi mà hai bên có quan điểm trái chiều, cái đó nó có phải là cái bộ mặt thật của các anh khi các anh được phơi bày ra không đúng không ạ, và hai cái hình ảnh đó nó có đối lập với nhau hay không. Thì như lúc nãy em có nói, ngay đến cái cộng đồng người của các anh ở bên đó cùng chung nguồn gốc tổ tiên của các anh ở bên đó, các anh còn chưa đùm bọc được đúng không ạ, còn chưa giúp đỡ được, còn chưa yêu thương được, thì liệu cái việc các anh làm như vậy đối với người dân Ukraine các anh có thật tâm hay không, hay là vì mục đích gì, về mục đích về cơ hội chính trị hay là về mục đích là lừa đảo quyên góp tiền hay là vì mục đích nào đó đúng không ạ, chứ các anh có thật tâm không. Bởi vì ngay ngay những người mà cùng cùng giống cùng nòi với anh còn chả quan tâm thì liệu anh có quan tâm đến người khác không
cái đó nó rất là khó, và nó là cái sự thật, nó phản ánh được, nó là bức tranh đúng không ạ, toàn cảnh phản ánh được cái việc làm thực chất của các anh, nó có phải vì quốc gia không, có phải vì dân tộc không, đó là cái rộng đúng không ạ, chứ các anh đừng có nói vì bất kỳ một cái gì cả, khi mà thực tế đã chứng minh là những người Việt cùng giống nòi với anh ở ngay trên đất Mỹ đó, thậm chí là ngay bang đó đúng không ạ, các anh còn chưa quan tâm được, còn chưa giúp đỡ được, chưa đùm bọc được, thì các anh nói nó rất là khó, nó rất là khó để mà thuyết phục được những cái mà cái lý thuyết sáo rỗng chủ trương xóa bỏ lịch sử với cái mưu đồ kích động của các anh, nó luôn hiện hữu và mọi người nhìn vào đều thấy được cái việc đó, nó không có gì là khó cả đấy, và bản chất thật sự của anh như thế nào thì chúng ta có thể nhìn mà thấy rồi, bức tranh toàn cảnh này nó diễn ra bao nhiêu năm nay, đâu phải đến đến nay nó mới có đúng không ạ, những cái sự việc hàng ngày nó xảy ra ở ở Hoa Kỳ nó đã chứng minh được cái việc đó, em cũng chia sẻ thêm như vậy để cho các anh chị khác, các cô chú khác có thể chia sẻ thêm để chúng ta đóng góp thêm ý kiến và cho nó khách quan đúng không ạ, Ok xin chung. cảm ơn anh Thơ Quang và tất cả mọi người. Ok. Cảm ơn chung rất là nhiều nha.